có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Xin chào mọi người, mình là Kenvin 8 tuổi. Sắp đến Giáng sinh rồi, các bạn đã có người yêu để đi chơi Noel chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa rồi phải không nào? Như các bạn thấy đấy, kia là gia đình mình, bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác cùng đám anh chị em họ. Đây là bố mẹ mình. Ngoài ông bà Peter và Kate ra, thì các nhân vật phụ còn lại các bạn có thể bỏ qua. Tất cả đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ngày tại Paris. Ai cũng đang tất bật sắp xếp hành lý, không ai để ý tới mình hết. Mình là ai trong cái nhà này vậy? 15 con người sẽ ngủ lại đây để kịp bay vào sáng hôm sau. Buzz, thằng anh ngu ngốc còn không cho mình ngủ chung phòng. Đi, cho ngủ cùng đi mà. Hứa không đại dâm. Cút. Đúng má Buzz. Mày nói cái gì? Dạ không á. Tên điên này còn kể chuyện về ông ba bị cạnh nhà. Sợ tí thì đái ra quần. Trở lại với gia đình hỗn loạn của Kevin. Cả nhà đang âm ỉ thì một tên cảnh sát từ đâu xuất hiện. Cảnh báo về bọn trộm sẽ thường xuất hiện trong lễ Giáng sinh. Nhưng nhìn cái mặt này gian lắm. Cả nhà sau đó vui vẻ cùng nhau ăn pizza. Chỉ trừ cậu bé Kevin vì bị thằng anh óc chó ăn hết pizza yêu thích. Tức giận, Kevin đẩy ngã Buzz, đổ sữa làm ướt hết hộ chiếu. Tất cả nào loạn xử lý mới hỗn độn, ai nấy đều nhìn Kevin bằng ánh mắt dành cho kẻ tội đồ. Quá chán nản với thằng con trời đánh, Kate bèn đưa cậu nhóc lên căn gác tầng 3. Nếu con nghĩ ông già Noel xuất hiện và sẽ tặng quà cho một đứa trẻ hư đốn thì hãy quên đi. Vậy là đêm nay Kevin phải ngủ một mình trên gác mái, cùng ước muốn được sống một mình. Và sáng hôm sau, giấc mơ trở thành hiện thực khi đại gia đình Peter ngủ nướng đến tận trưa mà quên mất chuyến bay đi Pháp. Ai ai cũng mải miết chuẩn bị đồ đạc để kịp giờ đi tới sân bay, không ai để ý đến Kevin. Tất cả ra xe, cô chị lớn nhất bắt đầu điểm danh. 1, 2, 3, 5, em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, chị đánh rơi Kevin mất rồi. Thay vào đó là thằng cu bên đường tò mò bò lạc vào đám trẻ nhà Peter, khiến cô chị đếm nhầm, chắc cú rằng đã đủ quân số. Đại gia đình tức tốc lên đường tới sân bay. Thật may là vẫn kịp giờ, nhưng Peter và Kate cảm giác như mình đã quên một cái gì đó ở nhà. Em có quên gì ở nhà không nhở? Quên con nè. Kevin thức dậy, tìm kiếm xung quanh nhưng không có ai ở nhà hết á. Vậy là cậu đã được tự do và làm mọi thứ của một đứa trẻ 8 tuổi khi ở nhà một mình. Làm những món kỳ quái, xem phim trinh thám thỏa thích, chơi những trò ngu ngốc mà mình nghĩ ra. Hồi nhỏ xem đến đoạn này thích thú vãi trường. Bố mẹ Kevin vẫn chưa nhớ ra mình quên cái gì. Đến lúc nhớ ra rồi thì Kate mới tá hỏa. Nhưng đã quá muộn rồi. Máy bay đã cất cánh, Kate chỉ có thể tự trách mình vì đã không để ý tới cậu nhóc. Người vui nhất lúc này chỉ có Kevin và lũ trộm. Thì ra tên cảnh sát hôm trước tới nhà Kevin chính là một tên trộm, tới để thám thính tình hình khu phố và biết được cả khu phố sẽ đi du lịch vào lễ Giáng sinh. Thật là một miếng mồi béo bở. Mục tiêu đầu tiên chúng nhắm đến là nhà Kevin, chắc cú rằng không còn ai ở nhà. Cả hai bèn đột nhập bằng cửa sau, cơ mà lại bị Kevin bất giác phát hiện, nhanh trí bật hết đèn trong nhà, khiến bọn chúng còng đuôi bỏ chạy. Trở lại với gia đình hỗn loạn của Kevin, Kate ngay lập tức liên hệ với đồn cảnh sát, tìm hướng giải quyết. Nhưng mọi việc sẽ trở nên bớt quan trọng nếu bạn phải làm việc vào ngày lễ. Cảnh sát cũng không ngoại lệ. Alo, tôi có thằng con 8 tuổi đang ở nhà một mình. Nó có tham gia vào một vụ bạo lực gia đình, gây cháy nổ hay nghịch hóa chất quy mô lớn hay không? Thế ông nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi có thể làm được gì? Spoil, biết tự đặt áo trên giới Next Level. Shop bán áo chính thức của The Reviewer. Áo game gì cũng có, phim gì cũng có. Còn tôi lúc 8 tuổi vẫn tin trẻ con được sinh ra từ nách. Trở lại với Kate, sau khi liên lạc với cảnh sát, cô nhận được thông báo của tiếp viên. Tất cả các chuyến bay về Mỹ đã kín chỗ, chỉ còn cách ngồi lại sân bay và đợi ghế trống từ khách cancel. Vậy là cô đành chia tay Peter và mọi người để ở lại, quay lại với sự nghiệp ở nhà một mình của Kevin. Trong lúc đi mua đồ, cậu nhóc đụng mặt tên đến nhà cậu hôm trước, linh cảm mách bảo bọn chúng là người xấu. Hai tên kia cũng chẳng vừa, liên tục bám theo Kevin để biết cậu nhóc là con nhà nào. Thật may vì cậu đã cắt đuôi được chúng. Sau khi đuổi được bọn cướp vào đêm hôm trước, thì hôm sau chúng lại quay lại để mọi thứ thuyết phục hơn. Lần này Kevin đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng bằng những hình nộm trong nhà. Cậu nhóc giả lập một gia đình đang ăn tối để đánh lừa bọn chúng. Và để ăn mừng thành tích này, Kevin tự thưởng cho mình một chiếc pizza cỡ lớn X2 phô mai full topping, tiện thể trêu anh shipper bằng tiếng súng giả lập trên TV, làm anh chàng chạy bán sông bán chết. Nhưng phim này tên Home Alone chứ không phải Forever Alone, nên Kevin bắt đầu nhớ mẹ và mấy thằng anh xấu tính của mình. Bỏ qua những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng, Kevin bắt đầu quen dần với cuộc sống độc thân, tự đi siêu thị, tự giặt đồ, tự chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới. Cậu không còn sợ con ma dưới tầng hầm. Trở lại với hai tên trộm vặt, sau khi khoáng sạch đồ đạc mấy nhà xung quanh, mấy thằng trộm vẫn không từ bỏ mà tiếp tục rình mò nhà Kevin. Cuối cùng thì cả hai cũng phát hiện ra cậu nhóc đang ở nhà một mình và bắt đầu lên kế hoạch đột nhập vào tối nay. Giáng sinh đã tới, Kevin thấy hoàn cảnh hiện tại của mình chẳng khác nào cô bé bán diêm, lủi thủi một mình đi tới nhà thờ gần đó. Cậu nhóc bắt gặp ông bà bị hàng xóm, cả hai bắt chuyện với nhau. Ông lão giải thích rằng những tin đồn đáng sợ về ông là không có thật. Nhận ra nỗi cô đơn của Kevin, ông lão bắt đầu kể câu chuyện của mình. Trong một cuộc cãi vã, ông đã buột miệng lớn tiếng với con trai. Vậy là hai người đã không nói chuyện với nhau kể từ đó. Mặc dù rất buồn, nhưng ông vẫn không dám mở lời, sợ rằng cả hai sẽ chẳng thể hòa thuận.
Cậu nhóc 8 tuổi như hiểu được phần nào nỗi sợ vô hình trong lòng ông lão. Kevin cũng kể lại nỗi sợ căn hầm của mình, rằng cậu đã đấu tranh với nó thế nào. Cũng như câu chuyện kia, cậu nhóc khuyên ông lão đừng có suy nghĩ gì nhiều mà nên nói thẳng với con trai. Chi ít thì ông cũng biết được anh ta có muốn nói chuyện với mình hay không, và ông không phải lo nghĩ về điều đó nữa. Thằng cu này có phải 8 tuổi thật không vậy? Lời nói của cậu nhóc thực sự khiến ông phải để tâm. Hai người chúc nhau có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Kevin sau đó tạm biệt ông lão và ra về. Trong khi đó tại Pháp, Kate vẫn đang tìm mọi cách để có thể trở lại Mỹ. Thật may là có một cặp vợ chồng già đã nhường vé cho cô, giúp cô bay về Mỹ, nhưng vẫn còn cách khá xa quê nhà Chicago. Trong cái rủi lại có cái may, một ban nhạc cũng đang trên đường tới Chicago. Sau khi nghe được hoàn cảnh éo le của Kate, đã ngỏ ý muốn cho cô đi nhờ. Kate không do dự, đồng ý ngay lập tức. Còn Kevin, sau khi rời khỏi nhà thờ, biết được bọn trộm đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà cậu tối nay, cậu nhóc ngay lập tức bắt tay vào việc, mở bản kế hoạch được chuẩn bị từ trước, tận dụng mọi thứ trong nhà, biến chúng thành bẫy tự chế, từ bản lải đến keo dán, từ đống ô tô đồ chơi đến dây phơi quần áo, tất cả đã sẵn sàng để đón tiếp những vị khách không mời. Giờ lành đã điểm, Kevin vác súng lên. Tất cả vào vị trí. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tao là cướp, nếu là cướp xin mời vào, nhưng làm sao? Tao có súng, mày mà láo, xin goodbye. Lỗi tại ai? Về hỏi mẹ. Ái chà chà, thằng này lão, biết tay tao. Mark vinh váo, kiễng chân lên, trèo qua cửa, cùng sắp sửa. Ăn hành nào? Harry chào. Hello nhóc. Ai là nhóc? Bố mày đây. Hãy đợi đấy. Cầm đèn cây, xin mồi lửa. Vừa vào cửa, Harry đây. Ôi rồi ôi, tóc đâu rồi? Quá muộn rồi, thằng uốn con. Kevin trồn, quá là non. Vào mà tóm. 911, cảnh sát đây. Hãy đến ngay, nhà có cướp. 123, double Q, hai thằng cướp. Hết thơ, mỏi mồm vờ lờ. Cuối cùng bằng sự thông minh và lau cá của mình, cùng sự giúp sức của ông ba bị cứu nguy cho Kevin, cả hai đã đánh đuổi được lũ xấu xa. Đúng lúc cảnh sát ập tới, hai tên côn đồ bị gô cổ lên phường. Mẹ Kevin cũng trở về nhà ngay sáng hôm sau. Cậu nhóc vui sướng khi điều ước đã trở thành hiện thực, mẹ cậu đã quay trở lại. Cả hai vỡ òa trong sung sướng, cảm động quá trời. Bố Peter và cả gia đình cũng về kịp lúc, tất cả mua được vé máy bay trở về Mỹ ngay trong hôm sau. Ai cũng mừng rỡ khi nhìn thấy Kevin vẫn ổn. Đấy là trước khi tất cả nhìn thấy đống hỗn độn mà cậu đã gây ra tối qua. Trên đây là toàn bộ recap sàm Home Alone phần 1, tôi là Lele của The Reviewer. Chúc mọi người có một Giáng sinh an lành.